những đứa mà khi mà đi lệch đường á, trước tiên nó không còn thích nghe cái âm thanh của sư phụ nữa, tại cái mai nó đã bấm lộn địa chỉ rồi. Từ 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 nó sẽ sao lãng kinh yên tâm, rồi sao lãng luôn cái núi, thì sư phụ sẽ trở về cứu những đứa họ thiên đó. Nhưng mà vài trăm lần sao, còn lần này tại vì khi mình trong cái lòng của mình không còn trân trọng với không còn tôn kính và không còn giống cái ngã của mình nó lên đó, thì nó là có những cái hiện tượng đó rất là khó, nên mới gọi là sàng lọc cuối cùng. Tháng tuần rồi mới lên cắt cỏ đó, chứ không có lên, mới là thứ hai. Sư phụ có Mỹ 5-7 nghìn đệ tử khắp thế giới, trong nước Việt hiện giờ khoảng mấy chục triệu người. Thấy ai đó đeo dấu thiền tâm là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt. Tuy không có gặp nhau, không có dễ anh chán, nhưng mà hướng về Đông Bắc đều là đệ tử. Tại sư phụ là người lập ra cái đạo, cũng giống giờ đạo Hòa Hảo là xưa tổ là lập, thì ai đạo Hòa Hảo cũng là sư tổ, là sư phụ. Thì sư phụ là người lập ra đạo Thiên Tâm. Thế giới này không phải ai cũng có thể lập đạo đâu á. Chỉ có con trời mới có khả năng lập đạo, mới có kiến thức và biết nói là những cái gì mà nhân loại không biết mới lập đạo được. Còn những như thầy chỉ học trong kinh rồi nói qua nói lại chỉ vậy thôi, mấy thầy không có thể nào dám lập đạo. Nó còn phải ghi nhớ. Đạo Thiên Tâm ra đời của cái màn này để cứu nhân loại. Đạo Thiên Tâm là đạo duy nhất trong tương lai để thống nhất tất cả các đạo. Mà họ cứ mượn danh của Thượng Đế mà họ cứ đấu qua đấu về, giết qua giết lại ở bên Trung Đông á, thánh chiến á, ôm bom tự sát á. Cả đạo Phật 2.500 năm cũng vẫn chưa có đoàn kết. Bà chị sư phụ á, bà đâu có tin Phật Bà Quan Âm là thiệt đâu. Mà bà tu cả đời, con có tưởng tượng gì không? Bữa chùa Thu Ba về em, à sư phụ nói chùa này em bỏ tiền sang em để tượng Phật Bà Quan Âm. Nó bảo là đâu có thiệt. Bên khất sĩ người ta không có tin, bên cũng không có tin Ngài Địa Tạng là thiệt, cũng chẳng tin Phật A Di Đà là thật. Thì huống hồ chi một cái đạo mới như Thiên Tâm ra đời, nó có mới nó mới thay đổi được cái cũ. Chứ còn nếu cái cũ thì cần gì phải thay đổi, con hiểu không? Phật Thích Ca có nói mà, sau này chuyển lên Thánh Vương Ngài sẽ nói theo cái ý của Ngài, và đồng thời nhân loại cứ từ đó sẽ thay đổi cái tư tưởng đời sống. Nhưng mà Tam Đại Tạng Kinh, những cái process, những cái triết lý thì trong kho tàng của Phật giáo là xài chung, đó là một cái triết lý chung mà. Cũng giống như Google vậy, là của chúng. Nhưng mà ai muốn bấm cái gì thì tự nhiên cho mình bấm thôi. Thì triết lý của Phật là vậy. Nhưng mà đạo chúng ta là chỉ có cha thờ Thượng Đế thì mới thống nhất được. Tại vì Ấn Độ cũng là Phạm Thiên là Thượng Đế, Hồi giáo Allah cũng là cha, rồi bên Công giáo là Đức Chúa Trời cũng là cha, còn Thiên Tâm chúng ta Thiên là ông trời cũng là cha. Tại cái tiếng nói của thế gian mình nó là khác thôi. Cũng giống như bên Tây Tạng kia là Phật Di Lạc là Mejada, còn bên Công giáo gọi là Messenger là Mason, là cũng là một người. Tây Tạng nó gọi Phật Di Lạc là Mejada Buddha, thì nó dịch từ những cái tiếng Latin ra đó, là cũng là một người thôi, Chúa Giê-xu thôi. Sư phụ là có cái nghề trên trời. Tại vì lúc mà cha mẹ luyện ra sư phụ bằng tư tưởng gọi là quá sanh, một thiên tử, thì cha muốn cái thằng con này nó như thế nào để mà giúp cha đi khắp vũ trụ để mà lập đạo. Cái thằng con này nó phải có từ bi, nhưng mà nó cũng phải có dũng, và đồng thời nó cũng phải có trí tuệ. Ba cái nó cân bằng thấp lên cao, mà ba cái mà ở cái level thấp mà không nghiêng, không có điệu nhau cũng là nghiêng ngửa. Lên tới hàng cao mà ba cái mà không điều nhau cũng nghiêng ngửa. Giống như luật sư nó rất là trí tuệ, luật sư nó rất là dũng. Cũng như mấy bác tôi làm trí siêu quần luôn. Đập một cái một là hai ba ông lọt đài. Rồi dũng mà ông cũng dũng nữa. Nhưng mà từ bi ông có, cho nên thành ra đảng cướp. Con hiểu không? Thì sư phụ là khác.
cha giống như là đẹp phụ sinh con chip á, tại phụ là người làm di mạch, phụ nói chuyện di mạch đi. Khi con đẹp phụ sinh vô đầu tiên con bỏ cái layout ra, con vẽ đường mạch điện trên đó, con vẽ mấy cọng vàng vô. Rồi cái layout thứ nhì làm được cái gì, layout thứ hai làm gì, thứ ba gì. Khi con chip á, con nhìn nó giống như cái thành phố vậy đó. Nhưng mà khi mà con cắt cái nhỏ nhỏ đi vô điện thoại nó một cái thì thấy được, nghe được, rồi đại khái. Thì sư phụ cũng vậy, lúc mà cha mẹ tạo thì cũng y như tạo cái con chip vậy đó. Ok, cái thằng con này nó vậy vậy. Bây giờ kêu sư phụ làm ác, sư phụ không thể nào làm được. Tại trong người sư phụ không có cái đó, không có cái cấu chất đó. Kêu sư phụ chỉ có từ bi thôi. Ai muốn làm gì làm, ai muốn thấy chết trước mắt của ai làm cứu, cứ đổi thừa là tại nghiệp của họ. Chú làm có được, từ nhỏ chú thấy ở xóm này mà thằng này nghiếp thằng kia là chết dịch chứ bộ á, chú dễ vòng tròn á, bắt nó đánh tay đôi, mày mà thua tao á, tao giật mày ra khỏi cái vòng tròn á, là mày không được hiếp thằng kia. Là cái máu anh hùng từ nhỏ nó như vậy rồi, lớn lên cũng không vậy, có từ bi thì không có lòng tham. Từ 10.000 đô có thể mà lập lên một cái sự nghiệp, rồi có tiền cũng không có biết tham nữa. Là tất cả chúng ta, mỗi lại cho thức chúng ta đều đã được lập trình sẵn rồi con. Cho nên bữa cha về cha nói, khi mà cái màn này hết bất công, con về trời một thời gian nghỉ ngơi quá, không giống như vacation vậy đó, giờ con sẽ đi tiếp, đi qua những cái thành tinh khác họ đang cần con. Tại ngoài kia nó có 3.000 cái thành tinh, chứ không phải chỉ có trái đất mình đâu. Còn bà sư mẫu, bà công chúa, ô em yêu anh quá, thương anh quá. Bữa hôm đi ở châu cái bảo nhà bà khóc hụ hụ, nói giờ muốn đi nữa thì bà nguyện thệ đi, sau này tôi làm người thằng lằn, bà cũng làm người thằng lằn, bà chịu không, bà không có đẹp gái như người trái đất này nữa, mà nha rồi nanh nuốt nữa. Bà nói người ta làm sao mình vậy thôi. Chứ là đệ tử nào có lập nguyện thệ theo sư phụ đi từ thành tinh này sang là tính khác, phải lập từ bây giờ á, có vài đứa nó lập rồi. Hằng lằn thì mình là lằn lằn, còn người xám 4 feet thì là 4 feet. Tại vì chúng ta nhìn này, nhưng mà ở da chúng ta bữa nay ngày mai khác, đúng không? Rất là dễ vỡ. Người kia người ta không có bị như vậy, nhưng mà người ta nhìn ngược lại mình đây á, trời ơi, má nhỏ gì mà xấu, tự nhiên tóc đen dài, người đeo mắt kiến, người mặc áo đủ màu. Người xám nó đâu cần mặc áo, nó naked luôn mà, không mặc đồ luôn, thì nó nghĩ là đẹp hơn. Cho nên cái đẹp cái xấu á, là do cái chánh kiến và cái ý nghĩ của mỗi người, có nghe hiểu không? Vì tại sao có một người có thằng chồng xấu như ma mà lại cưng như cái gì? Rồi tại sao có một người có thằng chồng rất là đẹp trai, hiền lành, từ bi, đức độ mà lại không có trân trọng? Cái đó cũng là do cái hai cái chemical nó không có hòa hợp với nhau, do hai người không có cái phước và cái duyên đó, con có hiểu chưa? Cho nên người này thích người kia là nó có cái duyên tiền kiếp nó mới có, không phải muốn thích ai là thích được đâu, và cũng không phải mình muốn ghét ai là mình ghét được đâu. Mấy con học theo sư phụ phải hỷ xả mấy cái đó. Một người gặp một người, một chuyện rất là khó. Tại vì ngoài thành tinh, ngoài vũ trụ á, nó bao là, nó có nghìn tỷ người, chứ không phải 8 tỷ như quả đi cầu mình. Mà hôm nay thầy chờ chúng ta còn ngồi ở đây như vậy, là mình đã có đại phước, đại duyên, mình đã có nguyện thời, và mình đã từng gặp nhau ở nhiều đời tiền kiếp rồi á. Mình hôm nay mình ngồi đây á. Kể nổi nữa ai đệ tử? Hỏi để thuộc có thời giờ nhai cúc xôi cho. Trời thông minh quá mà.